Chào nhà thơ Thanh Tâm. Sáng hôm nay mình lướt qua phải quanh rồi tôi thấy là cái bài chuyện siêu nghèo, chuyện siêu nghèo rượu rắn. Ô dịch bùng lên phải cách ly theo 16, phi công kẹt tại nhà con phò tranh thủ không để lãng phí thời gian, tìm tìm cách qua con bạn xin rượu rắn ngâm cá ngựa xăm tắc kè cho phi công uống. Tối nào phi công cũng uống cùng với xúc xích và hạ bưởi rồi ngủ khò. Con phò tức lắm gọi thắc mắc với bạn sao không tác dụng. Bạn con phò cười hú hú, số đi mày, tao lấy làm mình rượu ngâm đuôi rắn, mày tranh thủ qua lấy rượu ngâm đầu rắn nha nha. Vui những ngày chống dịch như thế này mà nhà thơ Thanh Tâm viết cái chuyện siêu nghèo rượu rắn như thế này thì cũng vui. Xin chào anh nha, chúc anh buổi sáng vui vẻ, uống cà phê luôn luôn gác cái đôi chân là mình thấy là mình rất thích. Xin chào nhà thơ. Mình cũng hát bài này lên cho nó vui nha anh Thanh Tâm nha. Đó, hát cho nó vui hả? Chứ anh đừng bông ba đi ra nắng ra sương rồi anh nhớ ai đó. Thôi bây giờ mình cứ viết chuyện siêu nghèo đi. Rồi, mời anh và các bạn nghe nha. Ha 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 ha